Rồi chào tất cả anh em nha, chia sẻ anh em một tác phẩm Dúi Hoàng Anh Mộc nè. Có hai chân đứng lên tạo thành một cái cổng rất là hay nha anh em. Cái cổng đó là cao nhiêu anh? 245. Cao 245, hoàn thân ở chỗ đó. Hoàn thân ở chỗ này 130 nè. À, đo từ mặt đất lên ngay chỗ cái cổng đó. À, đo từ mặt đất ngay chỗ lên chỗ cái cổng là bao nhiêu cao? 90. Rồi, từ mặt đất lên cái cổng đó là cao 90 nha anh em. Cây khá là hay luôn anh em, có một cái dáng khá là đẹp, rất là hay. Cây này nặng chắc rơi vào chắc cỡ tầm 400-500 kg gì ở nha anh em. Phải dùng ba lan nè anh em ơi. Đấy, phải dùng ba lan nha, cậu xuống nè. Đó, một cây một cốt nhưng mà hai chân đứng cái thứ rất là hay luôn anh em. Rồi em quay mặt sau cho anh em xem nha. Cây có những cái rễ cắm rửa đồ rất là nhiều. Đấy, một tác phẩm dúi nó đứng khá là đẹp nha anh em, khá là hay luôn. Đấy, rất khủng. Cây rất là khủng nha anh em, cao 2m45, hoành thân là 130, từ mặt dưới đất lên là ngay cái cổng đây là 90. Cây rất là già dần nha anh em. Rồi anh em nào yêu mến thì liên hệ qua số điện thoại nha. Chào anh em.